Xin chào các anh chị và các bạn Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở phần 6 trên 6 của bài 18 Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi Đây là phần cuối của bài này Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái đoạn đàm thoại à, Chủ đề của đoạn đầu tiên là Xin Mạo Di Xin Mạo Di là ảo lên mới Các bạn nghe mình đọc và giải thích Xin mạo di là ảo lên chào bạn Lý. Chiếc áo len mà bạn đang mặc trên pheo len thật là đẹp. Sư xin mài tơ ma là mới mua phải không? Xin mài mới mua. Sư xin mài tơ ma. Tơ đây ta sẽ hiểu là tơ mẫu gì. Sư sang cơ sinh thiên mãi ta. Sang cơ sinh thiên là chủ nhật tuần trước. Sư sang cơ sinh thiên mãi ta là mua hồi chủ nhật tuần trước. Giang trừ trầm giang. Giang sư là kiểu dáng Giang sư sầm giang Kiểu dáng thế nào Giang sư bủ xô Giang bủ xô Kiểu dáng không tệ Tức là kiểu dáng cũng được đấy Vì sao bố chen là tại sao Bố chen Tức là bố mải chen Tại sao không mua Một chiếc áo len màu xanh lá cây Vì sao Tôi không thích những cái chiếc áo len mà màu đỏ hoặc là màu xanh lá cây. Tôi thích Tôi thích những cái áo len mà màu nhạt một chút. Xen hoảng tờ, tờ. giống như là màu vàng và màu trắng vậy. Tôi cũng Tôi cũng thích những cái chiếc áo len màu nhạt. 不过我更喜欢深颜色的 tôi thích những áo len màu nhạt cô đây là nhân mùa cân xìu hoan sinh vãn sơ ta nhưng mà tôi thích những cái chiếc áo len mà màu đậm hơn xinãn sơ sen hủng tơ lui tờ hay tờ của tô xì hoán giống như là màu đỏ là màu xanh lá cây hay là màu đen thì tôi đều thích từ tơ ở đây là nó nói tắt cho tơ mẫu di thì chúng ta sẽ hiểu như vậy xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xin mẫu Di à 小李，你穿的这件毛衣真漂亮，是新买的吗？是上个星期天买的，样子怎么样？样子不错，为什么不买件绿色的？ 我不喜欢红的、绿的，我喜欢浅一点的，像黄的、白的。我也喜欢浅颜色的，不过我更喜欢深颜色的，像红的、绿的、黑的，我都喜欢。 Tiếp theo chúng ta có đoạn thứ hai đó là thai dạng chiên. Thai dạng chiên là kính râm, thai dạng là mặt trời. Thai dạng chiên là cái kính để che nắng mặt trời, kính râm. Chúng ta cùng đọc luôn nào. Xèo trang lý về tai sáng dành chiên la Xèo trang nỉ về tai sáng dành chiên la Bạn Trương à, bạn cũng đã đeo kính rồi à. Tai sáng đây bổn hữu chỉ kết quả đó. Bạn cũng đeo kính rồi à. Wo xin mài là dĩ phu thai dạng chiên. Tôi mới mua một cái kính râm. Tôi mới mua một cái kính râm chuẩn bị lùi xiển thời sử hậu dùng. Chuẩn bị là chuẩn bị, lùi xiển thời sử hậu tức là khi mà đi du lịch á, dùng là dùng đến. Chuẩn bị lùi xiển thời sử hậu dùng. Tôi không thích đeo kính. Tôi không thích đeo kính, tôi không thích đeo kính tai sang thay giảng chiên pu hào khan đeo kính râm vào thì trong nó không có đẹp pu hào khan là không đẹp khởi sư thay giảng chiên khởi y bảo hu diện chiên khởi <laughs> sư <laughs> là nhưng thay giảng chiên khởi y bảo nhưng mà kính râm thì có thể bảo vệ mắt xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào thay giảng chiên xèo trang nghĩ về tay sang thay giảng chiên là 我新买了一副太阳镜，准备旅行的时候用。我不喜欢戴眼镜，戴上太阳镜不好看。可是太阳镜可以保护眼镜。 kế tiếp nữa chúng ta có một cái đoạn văn ngắn là mái hùa trải Mãi đây là mua mái hùa trải Mãi với hùa là hai thanh ba nên đọc là mãi hùa trải mua que diêm xuống sẹn tức là trước đây có thể mình dịch ngày xưa ngày xưa hay trước đây gì đó cũng được dầu cơ rĩnh tức là dầu dĩ cơ rĩnh có một người nọ rang ở giữa mái hùa trải rang đây là bảo hoặc là kêu rang ở giữa mái hùa trải à, kêu cậu con trai đi mua quê diêm. Tha cao su ở giờ, tha cao su ở giờ, cao su có nghĩa là cho biết ở đây thì mình có thể dịch là dặn. Ông ấy dặn cậu con trai. Hòa trái nâng bố nâng dùng. Hòa trái nâng bố nâng dùng. À, những cái quay diêm á, có thể dùng được hay không? Nì sen sư ý xa. Nì sen sư ý Con phải trước hết là thử một chút như vậy là con phải thử trước một chút xem sư ý xa ở dưới tiền điện thổ ở giờ tiền điện thổ chi là ở giờ là cậu con trai tiền điện thổ chi là uh, vội gật đầu và đi mua suy là tức là đi người ta hiểu nó là đi mua dĩ huê là một lát sau ở giờ chưa mài lại là dĩ huê một lát sau ở dưới chưa mài lại là cậu con trai đã mua về. Na rỉn dĩ khan. Na rỉn là người đó, na rỉn dĩ khan. Cái người đó liếc nhìn thôi, tức là nhìn sơ qua thôi. Dĩ khan, từ y đứng trước các cái động từ thì chỉ cái hành động nó diễn ra trong thời gian ngắn hoặc là nhẹ nhàng. Như vậy là na rỉn dĩ khan, tức là na cái rỉn dĩ khan. Cái người đó liếc nhìn một cái. Mày cánh hòa trải tốt sơ là mày cánh hòa trải tức là mỗi que diêm từ kính đây là lượng từ mấy cân hồ trái tố sư là mỗi que diêm đều bị thử hết. Chi ta dạo thổ, tức giận đến mức. Chi từ tơ đây làm bổ ngữ chỉ mức độ. Chi ta dạo thổ, giận đến mức chỉ biết lắc đầu thôi. Ở giờ, sân chi. Ở giờ là cậu con trai. Pa phu sân chi, sợ bố giận, nổi giận, sân chi là nổi giận. Chỉ mãn số liền nói, Kênh là, kênh là, dùng. Mỗi quay diêm con đều thử cả và đều dùng được, tôi nâng dùng. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Mãi hòa trải. Súng xẻn dù cơ rệnh răng ở từ mãi hòa trải. Tha cao su ở từ 火柴能不能用？你先试一下。儿子点点头，去了。一会儿，儿子就买来了。那人一看，每根火柴都试了，气得摇头。 儿子怕父亲生气，急忙说：“我每根都试了，都能用。” mọi người n g h 买火柴。从前有个人让儿子买火柴，他告诉儿子：“火柴能不能用，你先试一下。” 儿子点点头，去了。一会儿，儿子就买来了。那人一看，每根火柴都试了，气得摇头。儿子怕父亲生气，急忙说：“我每根都试了，都能用。” Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 6 trên 6 của bài 18. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp của bài 19. Xin chào.